Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 11 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên. Huyện Khoái Châu tạo đồng thuận trong nhân dân làm đường kết nối di sản. Nguyễn Đức Thiêm, cậu học trò nhiều năm làm đôi chân cho bạn. Phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2024. Sự tử tế, đạo đức của người trồng nhãn là cách tốt nhất để tạo nên thương hiệu và giá trị sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong chuyến thăm một số mô hình sản xuất chế biến nông sản của tỉnh Hưng Yên sáng nay. Thăm vườn nhãn hữu cơ rộng hơn 1 mẫu tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ ấn tượng với mô hình nhãn sạch ngon từ đất, ngọt từ tâm của chủ vườn Bùi Xuân Sử. Trong hai năm 2022 và 2023, nhãn quả của gia đình anh Sử được gửi mẫu đi kiểm nghiệm hơn 800 chỉ tiêu, tất cả đều đạt theo những yêu cầu hữu cơ khắt khe nhất. Bộ trưởng nhấn mạnh, nhãn lồng Hưng Yên là một di sản văn hóa, song để di sản này phát triển và đem lại hiệu quả, Hưng Yên cần nhân rộng hơn nữa các mô hình trồng nhãn hữu cơ. Đồng chí đã tặng bà con trồng nhãn xã Hồng Nam một số cuốn sách quý của nước ngoài dạy cách làm vườn hữu cơ, ủ phân hữu cơ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan gợi ý Hưng Yên có thể học tập tham khảo thành lập các mô hình hội quán nông nghiệp như ở tỉnh Đồng Tháp, thu hút thêm nhiều thành viên muốn làm và biết cách làm nông nghiệp hữu cơ. Đó cũng là cách để phát triển và nâng cao năng lực cộng đồng. Về cái môi trường làm về hộ quán đi, tao đầu tiên là làm nhỏ nhỏ đi, chục ông, hai chục ông, chừng mấy người được rồi, từ từ nảy nồi ra. Qua cái hội quán gì đó thì những người mà như Sử nói và ông tâm sự đó, có những người ta chưa chịu làm hữu cơ, người ta sinh hoạt với mình riết rồi, người ta thấy người ta mời theo đó, hợp tác xã nó sẽ đồng hành với cái hội quán. Thế là hai cái nó khác nhau, hợp tác xã là một gần như là thực hiện theo luật đúng không, còn hội quán quy chế tự nguyện mà tôi vui ngồi để nghe người khác nói cho nhau nghe. Trong dịp này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng giới thiệu một số doanh nghiệp xuất khẩu về tìm hiểu và xúc tiến tìm cách đưa nhãn Hưng Yên sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngay thời điểm tuần trước là AMA cũng đã có kế hoạch về đây để làm việc ở vùng nhãn thôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch để tìm kiếm những cái mặt bằng nó có thể phục vụ ngay việc sơ chế chế biến. Bởi vì hiện giờ là khách hàng của doanh nghiệp thì cũng rất là nhiều. Chúng tôi vừa rồi cũng phải đi kiểm tra một vài cơ sở để nó có thể đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Thái. Thế nhưng mà hiện giờ là doanh nghiệp cũng đang đồng hành, cũng đang tìm kiếm. Và nếu trong thời gian sớm nhất mà có thể là có một cái phương án mà đạt được thì chúng tôi cũng để đầu tư ngay cùng bà con nhân dân, cùng hợp tác xã để mà có một cái vùng vườn cơ sở. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đã về thăm tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến long nhãn và long nhãn ôm sen của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu nông sản Việt Vinagri, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ và thăm hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Hiện nay, thị xã Mỹ Hào đang tập trung các giải pháp để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên. Dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên có diện tích đất thu hồi gần 48 hectare thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, Bạch Sam và xã Xuân Dục. Đến nay, có khoảng 38 hectare có thể bàn giao cho chủ đầu tư. Trên địa bàn xã Xuân Dục đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Phường Phùng Chí Kiên còn 2 hộ có diện tích đất thu hồi cho dự án, đều là đất giao trái thẩm quyền. Các đơn vị đang phối hợp để làm các thủ tục lên phương án đền bù. Phường Bạch Sam có 231 hộ đã nhận bồi thường hỗ trợ. Hiện còn 23 hộ, trong đó 15 hộ đã đồng thuận phối hợp kiểm đếm. 3 hộ có trang trại chưa ký biên bản kiểm đếm, đề nghị có dự thảo phương án đền bù hỗ trợ. 5 hộ chưa đồng thuận về giá đền bù hỗ trợ. Thị xã Mỹ Hào đã yêu cầu các địa phương đơn vị cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích thu hồi thực hiện dự án đồng thuận. Các đơn vị phối hợp thực hiện trích lục thống nhất diện tích thu hồi. Có dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ với 3 hộ trang trại và niêm yết phương án đền bù hỗ trợ với 15 hộ của phường Bạch Sam đã đồng thuận và các hộ ở phường Phùng Chí Kiên trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sẵn sàng chi trả khi các hộ đồng thuận nhận tiền hỗ trợ đền bù, lên phương án tiến hành kiểm đếm bắt buộc với các hộ không đồng thuận. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2023, hiện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi nắm được chủ trương xây dựng tuyến đường qua địa bàn, huyện Khoái Châu đã quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân,
sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đúng kế hoạch đề ra. Ngôi nhà 2 tầng khang trang này được xây dựng từ năm 2019, cũng là công sức tích góp nhiều năm xây dựng của gia đình ông Tuấn ở thôn Phương Chủ, xã Tư Dân với tổng diện tích 130m². Ngay sau khi nghe các ban ngành đoàn thể địa phương phổ biến tuyên truyền, nắm được chủ trương diện tích ngôi nhà sẽ nằm trong diện cần bàn giao cho dự án đường kết nối di sản, ông và gia đình đều ủng hộ và nhất trí cao. Con đường di sản mà chạy qua thì nó sẽ tạo điều kiện cho xã hội, địa phương về kinh tế, giao thông thương của tất cả các tỉnh. Thì cái đấy là rất tốt, tôi đồng lòng ủng hộ. Ông Việt ở cùng thôn là người chịu trách nhiệm hương hỏa của dòng họ Lê. Ngay sau khi nắm được các phần mộ của dòng họ dự kiến sẽ cần bàn giao cho dự án, ông cùng dòng họ cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương của nhà nước. Hiện nay tại vị trí tôi đang đứng đây là có 14 ngôi. Cái tuyến đường này cần đến cái diện tích này, cần phải di chuyển cái mô mả thì về cá nhân cũng như trong dòng họ sẽ hoàn toàn tán thành. Xã Tư Dân có khoảng 3 km dự án đi qua thuộc các thôn Phương Chủ, Toàn Thắng, Mạo Xuyên với tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là khoảng 18 hectare. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp khoảng 17 hectare, diện tích đất ở 1 hectare, sẽ có khoảng 13 hộ nằm trong diện tái định cư và hơn 200 ngôi mộ dự kiến sẽ cần di dời. Hiện xã đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy phiếu đồng thuận trong nhân dân. Các ngành đoàn thể của xã Tư Dân đã tổ chức vận động tuyên truyền người dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước để triển khai các bước tiếp theo xây dựng tuyến đường kết nối di sản đúng kế hoạch đã đề ra. Dự án đường di sản đi qua huyện Quảng Châu có tổng chiều dài khoảng 18,1 km qua 11 xã. Tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng trên 103 hectare. Hiện huyện đã lập kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các địa phương tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới quần chúng nhân dân nắm được chủ trương, qua đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Tôi có 370m², hiện nay là cây trồng của tôi là quất, có liên quan chạy qua tuyến đường, nhất trí ủng hộ cái đường lối chính sách của Đảng cũng phát một cả nước. Bình Minh có 3 km chạy qua trong dự án là thu hồi 18,5 ha, gần 100 mộ. Qua lấy phiếu ý kiến rồi thì tất cả là chúng tôi đã đạt 100% ý kiến của đồng thuận của người dân. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng là chủ trương cũng như dự án trọng điểm của tỉnh. Sau khi hoàn thiện sẽ là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, hình thành tuyến đường liên kết vùng, kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng. Vì vậy, sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh triển khai các bước thực hiện dự án trong thời gian tới. Trên địa bàn huyện Kim Động, từ năm 2022 đến nay, có khoảng 26 dự án do Ủy ban Nhân dân huyện và các xã làm chủ đầu tư. Đã có 1.500 hộ tại các địa phương đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các hộ dân đã hiến trên 10.000 m2 đất để mở rộng nâng cấp đường giao thông nông thôn và đường ra đồng, trong đó khoảng 30% là đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp. Trong đó dự án mở rộng nâng cấp đường 72 xã Nghĩa Hiệp có 133 hộ hiến đất, đường 73 xã Đồng Thanh có 36 hộ hiến đất. 4 tuyến đường giao thông nông thôn xã Toàn Thắng có trên 200 hộ hiến đất với diện tích trên 2.000 m2 đất. Xã Đức Hợp có trên 550 hộ hiến đất, xã Ngọc Thanh có trên 200 hộ hiến đất, xã Chính Nghĩa có 57 hộ hiến đất, xã Phạm Ngũ Lão có 22 hộ hiến đất. Để đạt được kết quả trên, các địa phương trong huyện đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, công khai minh bạch về dự án, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên và người có uy tín trong cộng đồng. Vì vậy, người dân hiểu được lợi ích thiết thực từ việc làm đường và ý nghĩa của việc hiến đất mở đường để việc lưu thông dễ dàng, góp phần nâng cao diện mạo nông thôn. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công dân sẽ chỉ sử dụng duy nhất một loại tài khoản VNEID khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện chủ trương này của chính phủ.
Việc kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên với hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ góp phần thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNEID đã được Bộ Công an cấp cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Người dân không cần phải đăng ký sử dụng nhiều tài khoản cổng dịch vụ công khác nhau của các bộ ngành và địa phương mà chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản VNEID để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên các hệ thống của các bộ ngành địa phương khác. Qua đó, tạo thuận lợi giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính và các cơ quan nhà nước có thể sử dụng dữ liệu dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác kịp thời. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh, đã có trên 56.000 lượt người dân truy cập sử dụng tài khoản VNEID và hơn 160.000 lượt tra cứu dữ liệu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp sinh viên ra trường sớm có việc làm tốt, phù hợp với chuyên ngành đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp còn là kênh phản hồi để nhà trường điều chỉnh, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sát với thực tiễn, tạo lợi thế cho sinh viên có kỹ năng thực hành ngay khi ra trường. Mỗi năm tổ chức một lần, Ngày hội Việc làm sự kiện rất quan trọng với hơn 11.000 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng với các ứng viên tuyển dụng là sinh viên sắp tốt nghiệp. Không chỉ được trải nghiệm thực tiễn nghề mà còn là cơ hội để sinh viên tìm cho mình những công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trong buổi ngày hội việc làm ngày hôm nay thì em cũng rất mong muốn là sẽ tìm được những cái cơ hội thực tập và còn hơn thế nữa đó là cơ hội có thể làm nhân viên chính thức của các doanh nghiệp. Em mong muốn là sẽ tìm được cho mình một công việc phù hợp với bản thân. Đối với bản thân em cũng như là đối với cả các bạn ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thì đây cũng là một cơ hội tốt cũng như là một cái cơ hội rất là tiềm năng để cho các bạn có thể định hướng được những công việc tương lai sắp tới ạ. Sự kiện năm nay thu hút hơn 50 công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 3.000 vị trí việc làm tại ngày hội. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng để kết nối các nhà tuyển dụng với các sinh viên tốt nghiệp của nhà trường. Và mục đích để ngoài cái việc kết nối sinh viên với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn tăng cường cái sự hợp tác với các doanh nghiệp để nâng cao từng bước nâng cao cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Kết quả, qua ngày hội việc làm đã có trên 1.000 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được các doanh nghiệp tiếp nhận, so với năm trước tăng 30%. Trong đó, nhiều doanh nghiệp là những đối tác quen thuộc, coi lực lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là nguồn bổ sung quan trọng cho nhân lực công ty. Sau khi tuyển dụng và trong quá trình làm việc thì tôi nhận thấy rằng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có tay nghề cao và đặc biệt là ý thức nữa. Chính vì vậy tôi cũng đánh giá cái kỹ năng tay nghề và ý thức của các bạn cũng rất tốt ạ. Technopol và Trường Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ấy thì đã hợp tác rất là lâu rồi và Trường Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một nguồn tuyển dụng quan trọng của Technopol đối với các vị trí nhân sự nòng cốt ở trong công ty. Là trường đào tạo theo hướng ứng dụng, chương trình đào tạo luôn được cập nhật và đổi mới theo hướng tăng các giờ thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội, trong đó liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp là cách để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo. Với tinh thần tự lực, tự cường và tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của ngành chức năng, nhiều hộ sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động đã và đang tăng cường liên kết phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Đến hợp tác xã chăn nuôi xã Nguyễn Gia ở xã Trinh Nghĩa, dù là thời điểm cuối ngày nhưng việc đóng gói sản phẩm và giao nhận hàng vẫn diễn ra tấp nập. Trên diện tích hơn 2.000 m², 7 thành viên của hợp tác xã đang nuôi 90.000 con gà đẻ cho sản lượng 75.000 quả trứng mỗi ngày. Toàn bộ sản phẩm đều được tiêu thụ qua những nhà cung cấp lớn có uy tín tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Để có được sự phát triển này, ngay từ khi thành lập, các thành viên của hợp tác xã luôn đoàn kết vì mục tiêu chung, ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, vaccine cho vật nuôi và hướng dẫn thành viên chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp. Tham gia vào hợp tác xã là thành viên ấy, thì chúng tôi rất nhiều quyền lợi. Ví dụ như là được các cô chú và các anh chị đi trước chia sẻ về những kinh nghiệm trong chăn nuôi và cái quan trọng nhất đó là đảm bảo được đầu ra. Qua 7 năm chúng tôi thành lập hợp tác xã đến giờ này thì thực sự ra mà nói là cái hiệu quả nó mang lại cái kinh tế phát triển của hợp tác xã là rất là cao. Cái thứ hai nữa là tất cả trong một hợp tác xã anh em cùng hợp tác cùng chia sẻ nó rất là hữu ích. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão được thành lập từ năm 2017.
hiện có 41 thành viên tham gia với diện tích sản xuất trên 40 ha với khoảng 100.000 con vịt sinh sản. Các hội viên đã cùng góp vốn để chủ động được nguồn thức ăn với giá thành thấp, chất lượng ổn định. Con giống cũng được thay thế bằng giống vịt mới chất lượng tốt hơn. Về tiêu thụ sản phẩm, chi hội đã chủ động mở rộng thị trường liên kết với các hộ chăn nuôi trang trại trong cả nước, không phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ ép giá. Hiện nay, giá vịt giống từ 17 đến 19.000 đồng một con. Bình thường thì được 1.700, mà những năm cao như thí dụ như đột biến từ như năm 2018-19 hay là những năm nay thì cũng có thể thu được tiền 1 tỷ trên 1 tỷ. Tôi cũng đã liên kết với lại cả Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đặc chi nhánh Trương Xá để tạo cho các thành viên trong chi hội là vay nguồn vốn ưu đãi nhất, phối hợp với lại cả trạm thú y của huyện là thường xuyên là mở các lớp tập huấn, lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành viên của trong hội. Huyện Kim Động hiện có 37 hợp tác xã và 11 chi hội nghề nghiệp phục vụ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động kinh doanh, chủ yếu sản xuất và cung ứng rau sạch, hoa quả, cây dược liệu, gà lai thương phẩm, trứng gà và con giống gia cầm. Các thành viên hợp tác xã và chi hội nghề nghiệp đang hoạt động dần có hiệu quả hơn, tìm kiếm được thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023, với số lượng gần 1.000 thành viên hợp tác xã, tổng số vốn điều lệ gần 40 tỷ đồng, tổng doanh thu trên 165 tỷ đồng, tổng lãi thu về trên 50 tỷ đồng. Cái nào cái giỏ kia là năm ngoái. Với những giáo viên và học sinh của trường trung học cơ sở Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, hình ảnh cậu học trò Nguyễn Đức Thiêm, lớp 7A, cộng bạn học Nguyễn Đình Tuấn bị khuyết tật đi lại và vui chơi trong sân trường đã không còn xa lạ. Câu chuyện của hai người bạn đã khiến nhiều người xúc động cảm mến. Tuấn không may mắn như mọi người, khi em sinh ra không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Đôi tay và đôi chân em yếu dần, teo lại theo thời gian, không thể đi lại sinh hoạt như người bình thường. Vì thế Tuấn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và khi đến trường. Hàng ngày, ông của Tuấn đưa đón đến trường nhưng không thể túc trực tại trường để giúp đỡ em khi cần thiết. Khi đó em Nguyễn Đức Thiêm là bạn học cùng lớp, cũng là đôi chân giúp Tuấn vui chơi cùng bạn bè. Thiêm tình nguyện hỗ trợ và cõng bạn ra sân trường vui chơi và thực hiện những hoạt động cá nhân ở trường. Với sự quan tâm của Thiêm, Tuấn dù thiếu đi may mắn nhưng luôn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em cố gắng học tập tốt, được thầy cô khen ngợi. Đôi bạn Thiêm, Tuấn đều là những học sinh chăm ngoan học tốt. Với em Tuấn, tình yêu thương của gia đình, bạn bè thầy cô chính là điểm tựa để giúp em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tôi thấy đấy là một hành động rất là đẹp, là một đôi bạn có tình cảm rất là gắn bó. Các em vẫn chơi với nhau rất là thân, bạn Thiêm vẫn rất là cố gắng giúp đỡ bạn Tuấn trong mọi hành động dù là nhỏ nhất. Tôi thấy đây là một hành động mà chúng ta cần phải nêu gương và để cho các em học sinh nhìn vào đấy một tấm gương sáng để học tập, để giúp đỡ bạn bè và giúp đỡ những người bị khuyết tật trong cộng đồng. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, ngày 11 tháng 5, giải cầu lông cán bộ lãnh đạo quản lý và vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2024 đã bế mạc. Giải cầu lông cán bộ lãnh đạo quản lý và vô địch các nhóm tuổi tỉnh năm 2024 có sự tham gia của 25 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành, thu hút gần 300 vận động viên tranh tài ở 31 nội dung thi đấu. Các vận động viên thi đấu nhiệt tình sôi nổi công hiến, tạo ấn tượng tốt đối với cổ động viên. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 31 bộ huy chương ở các nhóm tuổi, trao giải toàn đoàn, trong đó đoàn đoạt giải nhất là công an tỉnh, giải nhì thuộc về thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu đoạt giải 3. Trong 4 tháng đầu năm 2024, các đơn vị lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 12 vụ với tổng số tiền xử phạt là 160 triệu đồng. Các vụ vi phạm về môi trường bị xử phạt chủ yếu về vi phạm quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, tiếp nhận chất thải rắn không đúng quy định, khai thác cát trái phép, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 3 vụ vi phạm môi trường về khai thác tài nguyên khoáng sản cát, hiện đang trong quá trình xử lý vi phạm. Ngoài các vụ vi phạm đã xử phạt hành chính nói trên, cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt một số doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực xả thải. Mặc dù các đơn vị chức năng tỉnh đã nỗ lực kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về môi trường, tuy nhiên trong 2 tháng qua, tại một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp gây bức xúc trong nhân dân. Tại xã Dương Quang, vừa qua, Tòa Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử lưu động 2 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Lù Văn Hùng, sinh năm 1999, dân tộc Thái, thường trú huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, và Đinh Văn Thắng, sinh năm 1982, dân tộc Mường, thường trú huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Cả hai tạm trú tại huyện Văn Lâm, làm lao động tự do. Cuối tháng 12 năm 2023, tại địa bàn phường Vinh Đức và phường Bần Niên Nhân, các đối tượng Lù Văn Hùng tàng trữ trong người 0,130g heroin, Đinh Văn Thắng tàng trữ 0,175g heroin để sử dụng thì bị công an thị xã Mỹ Hào bắt giữ. Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.